Xé hả? Hả? Xé Hương ơi. Đừng, đừng có xé Hương. Chữ gì vậy? Chữ gì vậy? Bụng không? Nổi chân xè đẹp. Bụng không? Chân bàn chân Phật. Bụng không? Ôm em. Thì đôi khi là những cái sẹo mà lâu rồi nó mụn, nó mắc thường ngoài nhìn thấy thì sẽ rồi mụn dính.